đang quay trở lại với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Bảo Uyên ơi, ở nhà con thì bố với mẹ ai sẽ là người con thường xuyên chơi cùng hơn? Dạ ba. À là ba con. À tại sao vậy, mẹ bận lắm hả? Dạ. À, rồi ba là thời gian của ba là rảnh rỗi hơn đúng không? Dạ. Tại vì hồi nãy là anh có chia sẻ là mình làm công việc kinh doanh, là mình kinh doanh tại nhà luôn hả? Dạ đúng rồi, mình kinh doanh tại nhà. Kinh doanh tại nhà. Vậy là làm anh kinh doanh tại nhà còn chị là phải đi làm. Đúng rồi. À nếu mà như vậy là tính ra là nấu ăn tất cả mọi thứ là bố con là lo cho con hết luôn hả hay là sao? Dạ. Wow. Là mình nữ công gia chánh luôn. Cũng thỉnh thoảng. À dạ. Dạ. Vậy thì bố với lại mẹ thì ai sẽ là người nghiêm khắc với con nhiều hơn? Dạ, có lúc mẹ và có lúc ba. Có lúc mẹ, có lúc ba. Thì con sẽ sợ ai hơn nè? Dạ ba. Vậy thì có bao giờ mà ba la con á, thì mẹ bên con chưa? Dạ chưa. Chưa bao giờ luôn hả? Bộ, ba dữ lắm hả? Những lúc như vậy á, thì con sẽ làm gì để cho ba bớt giận hơn? Dạ, con chỉ để ba chửi. À, chỉ để ba la thôi. Wow, rồi không biết thì Huệ Thanh như thế nào? Ở nhà con sẽ gần với ba nhiều hơn hay mẹ nhiều hơn nè? Dạ, thưa cô là mẹ. À, mẹ nhiều hơn. À, tại ba là đi dạy đúng không? Dạ. Ôi, vậy tính ra thì cái khoảng thời gian nào thì ba sẽ dành cho con? Dạ, vào cỡ tối ba sẽ dạy con bài. À, đúng rồi, vậy bây giờ học bài. Vậy là hầu như tất cả những cái vấn đề về học hành của con là ba con là người lo cho con hết hả? Dạ. Con thấy là bố Xuân rất là hơi có vẻ là nghiêm túc á, tại vì là giảng viên là thầy giáo mà. Dạ. Nên là chắc là ít khi giỡn, ít khi cười với bé Thanh luôn đúng không anh, hay là sao, hay là em suy nghĩ vậy không đúng ạ? Cũng không phải, không hẳn là vậy. Dạ. Tại vì thật sự ra là mình làm thì cái thời gian đi làm là kín hết. Dạ. Thậm chí là thứ bảy chủ nhật cũng đi làm. Dạ. Thường là chỉ chơi với nó là ở chỗ là về làm người cho nó cởi. Là anh bò xuống đất rồi bé leo lên cởi luôn. Không phải một đứa mà ba đứa leo lên. em đã suy nghĩ lầm về anh rồi. Đây là hoặc là anh, đúng rồi, đâu phải ai là mình là giáo viên là mình cũng phải là nghiêm túc, nghĩa là thì nghiêm túc thì ở trên lớp thôi đúng không anh? Rồi còn bé thì thường là đi học cả ngày về thì những cái phần lớn là mẹ kèm bài. Dạ. Nhưng mà những cái như là theo thuộc máy vá thì giá lời ba thì dạy. Em xin phép được khai thác thêm tí xíu nữa ạ. Cho em hỏi tại sao mình lại khéo về cái vấn đề đó à? Tại hồi xưa cái thời đại học thì ở xa nhà. Dạ. Tất cả mọi việc mình thay tự động. Dạ. Mình thành ra riết rồi quen thôi chứ không có gì ráo. Dạ. Còn thường là mấy đứa thì rất là phái là đi siêu thị với ba chứ không đi với mẹ. À dạ. Lý do là đi với ba, ví dụ như ở nhà xin mẹ là đi mua một món thôi, mẹ chở thì mẹ ra mua có một món. Dạ, đi với ba là đi với ba món. Là nó khỏi cần đếm bao nhiêu món. Bảo Uyên ơi, như hồi nãy chia sẻ là ở nhà mình sẽ gần với ba nhiều hơn, rồi ở nhà ba cũng là nấu ăn nhiều hơn. Vậy thì trong tất cả những cái món ăn mà ba nấu cho con á, con thấy món nào là ngon nhất? Dạ, cá chiên. Rồi vậy thì ba với mẹ nấu ăn, con thấy ai nấu ngon hơn? Dạ, có lúc ba cũng nấu ngon, có lúc mẹ cũng nấu ngon và nấu dở. À, mẹ cũng nấu ngon và nấu dở. Dạ. Nhưng lúc mà mẹ nấu dở như vậy thì con với lại ba xử lý như thế nào? Dạ. Mình không ăn là mẹ giận đúng không? Dạ, cứ ăn kỳ cười thôi. Cứ ăn kỳ cười thôi. Dễ thương. À, vậy thì cái này ta hỏi ba thêm tí xíu nữa là mình có thể kể một cái kỷ ba niệm. Ba Nam kể bí quyết rồi ạ. Mình kể một cái kỷ niệm được không ạ? Trong một lần ví dụ chị nhà lỡ nấu món không, ăn mà không hợp khẩu vị. Dạ, thì sao ạ? Cũng nhớ hồi xưa là gia đình mình cũng có một thời gian ở ngoài Phú Quốc. Thì mẹ bẻ Bảo Uyên thì cũng có nấu mấy món. Thì lúc đó thì hai ba con ăn thì cũng hơi có mặn. Dạ, hơi mặn. Nói thẳng ra là cũng hơi mặn chát luôn á. Dạ. Thế là hai ba con nhìn nhau và ăn và cứ nuốt bình thường. Và mẹ hỏi là cứ bảo là rất là ngon bình thường. Quá trời khéo rồi. Chứ gặp anh là anh nói sao cái này mặn dở là em tự nhiên em bị một cái ánh mắt liếc em và sau đó lạnh lùng cả buổi tối luôn, không nhìn em nữa. Anh trời ơi, ở nhà anh có nóc mà. Nhưng mà anh hay nói thiệt, anh không có giống như là bố Nam hay là bé Bảo Uyên là biết khéo là sau đó là tìm cách tránh né đi. Hay quá. Một kinh nghiệm sống nữa cho mình. Nãy giờ em cũng hỏi về bố và bé nhiều rồi, thì không biết là cái cảm nhận của các bố như thế nào khi mà lần đầu tiên đưa mẹ bé đi sanh à? Lần đầu tiên đưa mẹ bé đi sanh thì cũng xa nhà lắm. Thì
Do là mẹ bé sanh bé là sanh mổ. À sanh mổ dạ. Dạ. Thì cũng phải nằm trong bệnh viện á, là theo dõi một tuần. Dạ. Lúc đi khám á thì bác sĩ có mới nói á, là bé bị dây rốn quấn cổ. À dạ. Mà dạ. Cái dây rốn nó đang bị vôi hóa. Bởi vì là lúc đó là bác sĩ mới tư vấn á, là mình nên mổ. Dạ, để cho bé ra sớm, bé sẽ bị nghẹt thở đúng không ạ? Dạ. Thì lúc đó gia đình cũng lo lắng và nói chung là khó diễn tả lắm. Dạ, nhưng mà cái lúc đó là trong cái lúc mà vợ mang bầu cho đến lúc đi sanh lạc, bố đã có một cái sự chuẩn bị nào đó chưa, hay là lúc đó là mình bối rối, mình không biết phải làm gì? À, mình cũng có sự chuẩn bị nhiều á, tại cái thời gian nó cũng là dài. Dạ. Dạ, chỉ cái lúc là cuối cùng á, khi mà mình đổi một cái bệnh viện đi khám. Dạ. Nghĩa là theo dõi từ đầu khi lúc có bầu cho đến khoảng thời gian là 7-8 tháng á. Dạ. Thì là mình theo dõi và khám ở một bệnh viện khác. À. Đó. Thì gần cuối á, là bên nhà thì mới có quen một cái bệnh viện Hùng Vương. Dạ. Đó là mình chuyển qua đó để nhờ bác sĩ khám cho nó cụ thể hơn. Dạ, thì đó khi đó mới phát hiện ra là bé bị dây rốn quấn cổ. Có nghĩa là trước đó mình khám cái bệnh viện trước thì không phát hiện ra. Đúng rồi. Mà tới lúc sanh bé thì bắt đầu mới là lúc gần sanh á. Wow. Dạ. Vậy thì cái lúc đó khi mà phát hiện xong rồi, là khi mà mổ xong, là khi mà biết là bé và mẹ đều đã an toàn, thì lúc đó cảm giác của bố như thế nào? Lúc đó thì mình rất là mừng. Dạ, chỉ biết là tạ ơn. Dạ. Nhưng mà không sao, đó bây giờ lại có được một cô công chúa dễ thương. Bố Nam kể là bố Nam vẫn rưng rưng mắt, cũng rưng rưng nhiều cảm xúc. Dạ, em nghĩ là mỗi lần nói gì đó tới bố là này là bé có cảm xúc là cũng để ý lắm. Mà Lan có nhìn thấy hai bố con với hai anh em không? Rất là trẻ trung, kiểu không biết, nếu mà không nói bố con là nhìn tưởng hai anh em luôn. Bây giờ hai bố con chơi với nhau rất là thân thiết như hai người bạn vậy đó. Dạ. Còn bên đây bố Xuân cũng nhiều cảm xúc muốn chia sẻ nè. Dạ, dạ. Mời bố Xuân ạ. À. Thì lần đầu tiên lúc mà giờ gọi điện báo là đau bụng rồi, thì mình biết là cái tính giờ hồi giờ là chịu đau không có được. Dạ. Nghĩ chứ đau bụng người ta nói là đau dữ lắm. Mà kêu là mới đau bụng mà còn ăn được chắc không sao. Từ từ về. Đúng ra đang tá cờ từ Thủ Đức chạy về, là nghĩa là trưa chạy về. Về vô bệnh viện thì lúc đó còn đi được, hỏi đói không? Đó không. Ăn không? Ăn. Chạy ra mua tô hủ tiếu còn ăn được hết. Vậy dạ. Chứng tỏ là chắc chưa sinh đâu. Dạ. Thì ngồi chờ tới lúc mà đau thiệt. Dạ. À, nhìn cái kiểu không biết là đau thiệt rồi, giờ này hết nhõng nhẽo rồi. Thì lúc đó mà không, hồi đó không biết sao, lần đầu tiên đưa vợ đi sinh mà không biết gì đâu. Vợ đi vô trong cái phòng sanh trong á. Dạ. Mình hiên ngang đi ra đi vào tỉnh như sáo vậy đó. Vợ kêu đau quá đưa tay ra cho cắn mà không có sợ bác sĩ gì hết. Ngỡ ngác không biết thằng đó thằng nào. Dạ. Đi công tác về mà đang xách cái cặp đi tông ten ten vậy đó, đi tới đó đặt xuống ngồi trên giường nói chuyện đau quá rồi cắn đi cắn thoải mái. Bác sĩ ngơ ngác nhìn không biết thằng này thằng nào, tại sao nó dám vào đây. Kệ luôn. Bác sĩ cũng cho cắn luôn, kệ luôn. Không, nghĩa là bác sĩ lúc đầu người ta không có ý kiến. Dạ. À, tới đổi bà ngoại mới đứng ngoài cửa nhìn qua cửa kiến vào. Dạ. Thì bác sĩ đuổi không cho nhìn. Dạ. Thì bà ngoại mới nói tại sao ông kia không vô được trong tận nơi luôn mà tôi đứng nhìn còn không cho nữa. Yeah. Thì bác sĩ không trả lời, ngơ ngác quay đi. Thì nói con kỳ, chồng nó vào được mà mẹ nó đứng không được, thì lúc đó người ta mới biết à đây là chồng. Là chồng. Thế là bác sĩ mới tới không cho vào nữa. Thì ra ngoài thì lúc đó là bé Hồi Thanh sinh ở bệnh viện Nguyễn Tri Phương á. Dạ. Yeah. Ngồi đằng trước cũng chưa biết, không biết là khi nào sinh. Nó ngồi lết từ góc này qua góc khác, ngồi nằm lê lết vậy đó tới lúc mà 12 giờ vẫn chưa gì hết, hỏi y tá chưa, nghe tiếng người ta khóc rồi tới lúc mà nghe tiếng nít luôn, nhìn vô không phải vợ mình. Vẫn chưa. Mà tới lúc mà y tá chạy ra báo là chị sinh bé rồi, được 3 ký 6. Oh. 3 ký 3, tại bé em nó mới là 3 ký 6. Dạ, dạ. Thì lúc đó là rất là mừng mà cảm quên cảm ơn y tá không gì hết luôn, mà cảm thấy mừng quá, đứng cũng giống như đứng trước trời trồng vậy đó. Yeah. Và đứng chỉ chờ thôi. Và lúc đó là đi canh tới cái cửa mà khi nào người ta đẩy nó ra. Thì lúc đó nhìn bé mà hồi đó mình cũng không biết gì, do đó là sữa thì cũng có mua rồi mà không có đưa cho y tá vào cho bé. Yeah. Bé thì không được bú sữa mẹ tới tần sáng, từ 2 giờ sáng tới sáng là không được bú, lý do là mẹ bị viêm gan CB. Thế là mà cái nó khóc nhìn vào thấy người nó lạnh tím ngắt không mặc đồ gì, rất là đau lòng, nhưng mà không biết kêu ai hết, tại lúc đó cũng 3-4 giờ sáng rồi đâu có biết kêu ai. Yeah. Thì ngồi chờ cho tới là 7 giờ sáng người ta đưa thòng ra. Lúc đó ở nhà vô dành ẵm bé. Yeah. Tại vì ẵm con nít á, thì lúc đầu người ta sợ là
kêu không có kinh nghiệm, không ẵm được con, nhưng mà kêu không sao, cái này mấy anh chị sinh tầm một tay mình ẵm không mà quen rồi. Nhưng mà đưa đi sinh thì chưa bao giờ. Lần đầu tiên đưa vợ đi sinh là bé Quỳ Thanh. Xuân với anh Nam kể như một cuốn phim luôn, câu chuyện mỗi anh như một cuốn phim luôn đó. Em thấy là thường các bố ở những cái tập trước đó, khi mà em hỏi tới cái câu hỏi này đó, thì thường các bố sẽ kể lại cái đó và nó bồi hồi cũng có, xúc động cũng có. Nhưng mà riêng em thấy bố là kể câu chuyện rất là thú vị. Vâng, làm với em có một cái khảo sát là nếu như các bé gái mà được các bố thương yêu và ngọt ngào nhẹ nhàng thì đa số sau này cuộc sống của các bé rất là hạnh phúc và rất là tự tin cho cuộc sống. Cho nên anh thấy là cái này là các bố Xuân với bố Nam làm vậy thì cho bé Thanh và bé Yêu của chúng ta sẽ rất là tự tin và mạnh mẽ trong cuộc sống nữa.